Chào các bác, đây là một cái đồng hồ vẫn đang chạy nhé. Nhưng mà nó lại bị một cái bệnh. Đó là bệnh... Đây, em bỏ cái kim này ra để chỉ cho các bác cho nó dễ. Bệnh nó là cái bệnh... Cái lịch bên trong ấy. Đây này, em lắp cho các bác xem cái lịch bên trong ấy nhé. Đó, cái khi mình bơm lịch này. Bơm lịch nó cứ dắt, đấy nó không nhảy. Đó, bơm lịch nó không nhảy. Đây. Em sẽ khắc phục cái bệnh này cho các bác xem. Đấy, nó không nhảy lịch. Đấy, vậy thì nó là như thế nào và khắc phục ra sao? Em chia sẻ cái video này. Đó. Để đây làm cho nó dễ. Trước tiên em phải tháo cái mảng chắn này ra đã. Cái bệnh này chữa dễ thôi. Không khó. Và cái dòng SK này rất là bền. Và cái bệnh này nó cũng ít bị. Rất ít bị các bạn. Đây ạ, à, nó bị cái này này các bác này. Cái bơm lịch này, nó không dứt khoát. Đó, nó không dứt khoát các bác. Đó, nên là nó bị như thế. Và các bác nhìn thấy nó bị han rỉ này, đúng không? Han rỉ này. Đó, đúng không? Rồi bây giờ em sẽ tháo nó ra nhé. Để em khắc phục nhé. Đó, nó bị han rỉ này. Vậy thì mình sẽ han rỉ mình khắc phục như nào? Thì xin thưa với các bác, mình lại cho vào ngâm vào xăng đấy các bác. Xăng dầu của mình ấy, xăng xe máy ấy. Đó, ngâm vào. Đó, và đây là cái cá của nó này, để đẩy nó ra lên này. Thì em cũng tương tự như thế. Em tháo ra. Để em làm gì? Em ngâm vào xăng. Để cho nó nảy thôi. Đó. Và các bác nhìn thấy mặt sau của nó đấy nhá. Đây, mặt sau của nó bị bẩn đúng không? Nó rỉ này. Các bác nhìn thấy nó bị rỉ đúng không? Đó, em cũng ngâm vào đây. Đó, ngâm luôn vào đây. Đồng thời cái việc ngâm vào đây ấy thì em cũng lấy cái giấy lau, giấy đa năng của mình ấy, lau vệ sinh ấy đi. À, vệ sinh hết cái này đi. Cho nó sạch sẽ. À, các bác nhìn thấy là khi vệ sinh xong thì nó sẽ khác rất nhiều đấy. Tại vì là nó mòn này này, nó dính hết vào giấy này các bác. Giấy này do nó màu này nên không nhìn rõ. Đó. Rồi em sẽ tranh thủ em tra luôn cái dầu vào đây. Để cho nó làm sao? Nó bơm nhanh lịch tốt hơn. À. Nó nhạy hơn. Đó, đây là một cái mẹo kinh nghiệm thôi. Chứ chẳng ai dạy cái này đâu. Đúng không ạ? Trong quá trình làm thì mình tự khắc học và rút ra kinh nghiệm thôi. Còn cái này thì mình sẽ rửa đi các bác. Đấy, rửa xăng đấy. Thì mình đây là xăng của em nhé. Em lau dầu xong hoặc là em vệ sinh xong thì nó còn thì em ngâm vào đây. Đó, em ngâm vào đây. Và tiến hành đánh tẩy đi. Đấy, sau khi đánh tẩy xong ấy thì là mình sẽ. Đó. Thì nó sẽ khác rất nhiều. Đó, đây. Cái cá của nó. Đó. Và đây là một cái cá nữa. Hai con nó có hai cá mà. Đó. Đầu tiên là cái cá này. Ừ. Rồi bây giờ em sẽ lắp cái cá này vào trước đã. Trong quá trình lắp cái này thì em sẽ uốn cong cái này một tí nhá. Cái râu này. Nhẹ tay thì các bác nhé, không nó gãy. Đó, vừa phải thôi. Cảm giác cái tay mình ấy. Cái này không nhìn rõ đâu. Nhưng cảm giác cái tay mình ấy. À, được là được. Đấy, sau đó em sẽ bắt con ốc vào để cho nó giữ cái cá này. Đấy, sau đó mình gạt cái râu này nhé. Đó, mình sẽ dàn gạt cái râu này xuống để cho nó xuống hết. Đây này, cái râu này chưa xuống đâu các bác nhé. Đấy, tại vì do em vừa nảy ra mà. Đó, nên là nó đang bị găng căng. Đó, đây này. Mình sẽ bắt ốc vào. Đó, cần kiểm tra lại. Đó, ok. Rồi bây giờ em lắp tiếp cái cá này. Cái này thì em phát hiện ra là còn thiếu một cái râu nữa các bác ạ. Em bị rơi mất một cái râu rồi. Đó. Cái râu nó như thế nào?
À, cho lắp cái cá này vào tiếp. Cá này khéo léo một tí này được thôi mà, nó dễ lắm các bạn, quan trọng là bắt bệnh ấy. Bắt đúng bệnh thì mình làm rất là nhàn. Nhiều bác nghĩ rằng bắt bệnh không quan trọng, quan trọng chi cơ bác. Đấy, ok đấy, em thấy ok đấy. Rồi bây giờ em sẽ lắp vào các bác xem nhé. Em nói video của em là em làm như này, em quay như thế thì em không có cắt ghép video gì đâu. Đó, nên là các bác xem những lúc hơi sốt ruột đúng không ạ? Sốt ruột. Nên là em cố gắng nhanh nhất rồi các bác ạ. Nhanh nhất có thể rồi đấy ạ. Cái nghề này không thể nhanh được. Nhanh thì sẽ ẩu. Rồi và em đã bắt nốt con ốc thứ ba vào. Nhưng mà trong quá trình bắt ba con ốc này, các bác lưu ý giúp em là các bác đừng siết vội vào nhé, đừng bao giờ siết vội vào. Đó. Mà mình cứ để ra, mà mình để ý cái chỗ này các bác này, cái này nó có một cái cá này, đấy, các bác chú ý chú giúp em ấy. Đó. Nó nhiều lúc nó không gài được đâu. Đó, nó bị tuột ra. Đó. Thì mình sẽ phải nạy lại bằng kim. Đó. Khi nào mà mình thấy ok rồi mình rút ra, mình chỉnh cái lịch ngoài ấy, thấy ok ấy, thì mới được nhé. Đó. Hay là mình cũng có thể cầm đây này, mình có thể chỉnh đó, nó không bị rắc nữa thì mới được các bác nhé. Đó. Đó. Và bây giờ em sẽ test thử luôn này này, test thử này. Đó, cái lịch ngoài nó nhảy được như này là bon này. Đó. Và bây giờ kiểm tra được cái khóa của nãy. Đấy, ok đấy. Bây giờ em sẽ lắp cái bánh lịch vào để kiểm tra xem nó bơm một lịch đến mức độ nào. Cái này nó ăn vào đúng bơm đi các bác. Đó. Đó, các bác thấy nó nảy tanh tách chưa? Đó. Thế là em đã thành công trong cái việc khắc phục cái lịch bơm này rồi đấy các bác. Đấy, không bơm được lịch đấy. Đó, rồi em phải khóa vào nhá. Bây giờ em sẽ lại kiểm tra một lần nữa nhá. Đó. Đấy, các bác thấy bơm được gì kia, vừa nãy không bơm được đúng không, em chỉ làm một động tác rất đơn giản thôi. Đấy, và kết quả là bây giờ bơm lịch bình thường đúng không ạ. Đấy, khi bơm lịch này không phải do đấy, lịch không nhảy, có nhiều lúc không phải do bánh lịch đâu. Đấy, mà do cái cá này các bác này. Đấy, tách. Đấy, mình làm một quan sát, mình làm rất đơn giản đúng không ạ. Đấy, và lịch ngoài đây. Đấy. Đóng vào. Đó. Đó, thế là đã xong rồi các bác. Bây giờ em lắp ra một cái kim dây vào nhé, để theo dõi nó chạy thế nào trong vòng một ngày. Đấy, nó kéo lịch mức độ như thế nào. Sau đó em mới bắt đầu mới lắp vào, chứ em bây giờ em chưa lắp vào đâu. Điểm của em thế. Đó. Và em sẽ quay đến lúc gần kéo lịch. Đấy, bắt đầu gần kéo lịch này. Đó, này các bác thấy không? Đấy, ok đấy, kéo lịch bình thường rồi, đúng không ạ? Đó, rồi bây giờ em sẽ lấy lại cái lịch trong ngoài nhé. Đó, cho nó về ngày 28, hôm nay là ngày 28 các bác. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ rút ra, quay giờ. Rồi, ok, bắt đầu là kéo lịch đấy, các bác thấy không? Bắt đầu kéo lịch rồi. Đó, bác sẽ để đến khoảng 1 tiếng sau là biết ngay là nó kéo lịch như thế nào, nó có chết được không? Đấy, và lịch nó có nhảy hay không. Đấy là cái kinh nghiệm nhỏ em chia sẻ. Em làm như nào em chia sẻ như thế, em không giấu một cái gì cả. Đấy, máy đó, cái vòng bi của nó em chưa thay được các bạn. Vòng bi vỡ vòng bi. Đấy, chưa thay.
cứ theo dõi từng bước một. Đặc điểm của em là làm từng bước một các bác ạ. Chào các bác nhé.